xin chào các bạn chào các bạn đến với chuyên mục mình thì hôm nay mình sẽ gọi là cùng nhau uh, tìm hiểu về nhóm ngân hàng bạn đã à được gọi là nhận định thị trường Đấy. Là sẽ là về nhóm ngân hàng Đấy. nhóm ngân hàng thì uh, quý 1 vừa qua nhóm ngân hàng chưa là dòng dẫn bạn nhé đầu tiên sẽ làm về công banh dòng dẫn này quý 1 đây với về công banh thì chúng ta cần tìm những điểm bắt sau điểm thứ nhất con này thì uh, điểm bắt thứ nhất đó chính là bắt tại đây bạn đây bắt tại cây uh, vì cái này nó coi mới là cái phá vỡ bạn ơi. Đấy. phá vỡ cái đường chen line xuống này bạn nhá. Đấy, phá vỡ cái đường chen line xuống này. Với điểm bắt thứ hai thì sẽ nào. Con này nó pha này nó gần chạm vào đường MA10. Ừ. chạm vào đường MA10 thôi bạn ơi, nhưng mà nó nổ lên khá là cao. có nhỉ. Đây. Thế mới điểm bắt thứ hai đây bạn ơi. Thì con này này nó đạp giá đạp phát thủng luôn đường MA20. Đấy, thủng luôn đường MA20 nhưng mà về sau nó lại lên lại đấy ta đang muốn đến đạo chiều thế nên là chúng ta bắt được rồi thế có thể bắt tại cái cây này luôn cũng được bắt tại cái này cũng được khoảng đấy, bắt vào bạn nhá đấy, bắt vào khoảng 20 30 cũng được đấy. tiếp theo sẽ là con MB với MB con này lên rất là cao luôn con này là dòng dẫn của cả dòng đó. dẫn của cái dòng uh, ngân uh, hàng này luôn con này thì nếu bạn quân quyết định gọi là nhất quyết bắt dòng ngân hàng đấy, thì chưa đấy bạn có thể bắt tại điểm này bởi vì nó có mấy đảo chiều đây này Đấy, xuống đây cũng đào chiều này thấy mới chưa và điểm mũi thứ hai đó chính là nó sẽ gọi là xem nào điểm mũi thứ hai con này hơi khó nhỉ? đường chéo ở đây có một cái đường chéo của này hoặc các bạn cũng có thể mua điểm phá vỡ không được đây, điểm phá vỡ cái chân này Đấy. đây, sẽ điểm mua thứ hai đây sẽ điểm mũi thứ hai con này rồi đây điểm mũi thứ hai đây còn uh, phá vỡ cái chân này con này điểm mũi thứ hai điểm mua thứ ba xem nào với điểm mua thứ ba thì con này nó nhúng này đây con này như thứ ba con này thì xem nào, nó nhúng về đường MA10 này. Đấy. Chạm vào đường MA20 này, nhúng về đường MA20 này, MA20 nhưng mà con này thì chúng ta phải bắt ở khu 1 giờ. Đấy, phải bắt ở khu 1 giờ đây. Bắt tại điểm này con này, xem nào, chân cho sao 1 giờ các bạn nhá. 1 giờ này. Đây 1 giờ đây là có đây. Bắt tại điểm này con này. Đây, bắt tại cái điểm phá vỡ cây này, cây này phá vỡ này. Bắt trên này. Đây bên chờ. Bắt tại điểm này. Đấy, như vậy chúng ta phải vào 1 giờ bắt chứ không nó phá lên như này chúng ta mới bắt thì hơi rủi ro con này, rủi ro nó có thể nó xuống test vì con này lên rất là cao rồi giờ lên rất là cao bằng với đỉnh lúc trước còn gì nữa tiếp theo sẽ con acb với con acb acb thì con này xem nào con này điểm mua thứ nhất thì ừ, điểm mua thứ nhất, con này không ấy thế này là điểm mua thứ nhất chúng ta sẽ mua tại điểm phá vỡ này đây, chúng ta sẽ mua tại điểm phá vỡ đây. đây phá vỡ cái chèn này đây Điểm phá vỡ là cây này sau cây này cũng được là cây doji này cũng được này nếu thứ hai thì nếu nó lên trên này này, nó đang sideways ở đây, nó sideways ở đây con này. Đấy. nhưng mà nó không có lên mấy. Đấy mấy chưa? Đấy đây con này. Thường thì nếu mà nếu như mà đến cây này nhá, nó chạm vào đường A10 này, xong rồi lên này là chúng ta hoàn toàn có thể bắt được nhưng mà về sau thì nó lại là một cây uh, đường dây xe lửa xuống gây nên đoạn đường dây xe lửa xuống thế là không bắt được con ạ đây con này, Đấy. Đấy, này. thằng thứ hai này nó chạm xuống nhúng xuống này chạm vào đường ba hai này có bộ lên đảo chiều luôn nhé con đến chiều hẳn hoài bắt tại cây này này bắt tại cây này quận nhá này tiếp theo sẽ là con uh, stb với con stb thì đây con này với con stb xem nào con này lên cao chưa con này lên khá là đuối con này còn lên đuối lắm con này đuối lắm đuối hẳn so với cả dòng luôn này nó chỉ phá được cái chân line này thì đây sẽ là điểm mua thứ nhất bạn nhá đây sẽ là điểm mua thứ nhất này điểm một này điểm mua thứ hai con này lên hơi yếu bạn ạ lên hơi yếu lên này xuống nhúng một đồng 20 này có bộ lên đảo chiều này nếu mà theo ấy thì có lý thuyết có thể hoàn toàn bắt được bọn hoàn toàn có thể bắt được Đấy. nhưng mà siết tốt lót lại còn nhá hoàn ta có thể bắt được lên cây này để bọn em chờ lại bắt tại cây này này Đấy. như vậy hôm nay mình gọi là cùng nhau nhân định trường vào ngày mùng 7 tháng 2 năm 2024 nếu mà hai chúng mình like ký nhá thôi tạm biệt cả các bạn bye bye